Hiện tại thì có gáp đứng đứng chích ngàm lon rồi cả nhà. Đó, gáp đâu. Đó, đang pha le lấy hàng cả nhà. Đó, đang pha lấy hàng. Pizza luôn. Quá hấp dẫn luôn. Và cái bánh pizza rất là bự luôn cả nhà. Domino luôn. Pizza bên Domino. Nói nữa em cơm cháy rồi đó. Tới thì lon cả nhà. Tìm lon như vậy hả cả nhà ha. Đó, xe đang tiến dần về nha cả nhà. Thì ông Lo cũng chuẩn bị tới rồi. Loan về nè cả nhà ơi. Wow. Ai cũng hỏng Loan về nãy giờ. Xin chào mọi người. Lâu nay đi ông Kim rất là quải luôn. Lấy trội nước lỗi gì hết. Hôm nay giống như quê luôn, giống như con chay luôn á. Đó, chị kia ông Lo ghê luôn. Cô cứu gì luôn anh. Đây chị Loan vừa mới đi đóng phim xong về cả nhà. Hôm nay em nghe nói chị Lan đóng phim mà chị Lan bị tấm mầm dập luôn ấy. Đúng là khỏi nhà luôn chị Lan ơi. Chị Lan đóng phim mà. Rồi nói chung là chị Lan đóng phim hôm nay rất là kịch, rất là mệt luôn cả nhà. Con coi đợi là đỡ buồn ha. Rồi em quay của anh Lan anh Vũ. Em quay của anh Vũ. Wow. Không phải phim. Của chị Lan ơi. Ngày mai mình tội là cái giờ tối đi thì mai chịu mùa lan lòng tại vì nãy có mấy mùa tối á nhà như là tại đóng cửa ra đi về có nhiều cô chú ở đây rồi lắm à. À rồi rồi em chào nhé. Rồi cảm ơn mọi người. Chúc mọi người vui vẻ. Lên một lon mời nhà ngủ ngon một đống cửa không cho xíu cho đi rồi xíu ra ngoài ta đón mẹ lon về nè. Bà Bôn ơi, mẹ về kìa bà Bôn. Ơi, mẹ đóng phim về nè bà Bôn ơi. Mẹ đóng phim về kìa bà Bôn. Bôn lên lầu, rồi Bôn ngủ à. Bôn giờ này là Bôn. Bôn Bôn ngủ rồi, đằng dòng sức mai Bôn đi học nữa. Chị Lo giờ cũng quậy rồi. Thì chị Lo cũng quậy rồi. Dầm dưới nước thì đó rồi. Đủ được khỏi nhà nó cực khổ lắm cô chú. Cô là đóng ớt. Chị Phố mình nghĩ cho coi phim Chị Lo chắc là hay nha cái nhà. Nói là Triều Long là nhân vật chính ấy rồi. Phim ha, còn có một bộ phim nữa. Dính rồi chị. Ngon ừ. Chị không ngon rồi nè. Dính nhờ. Cảm giác chị Lan hôm nay đóng phim thế nào chị? Cảm giác chị hôm nay đóng phim cũng vui. Cực công việc, thấy cực không? Hồi hộp với cực chút xíu. Dạ, cực cũng tức, từ từ quen chị. Mà thấy cái cảnh chị Lan đang ngồi ở cửa lớp mà thấy không thấy một người đang ngồi, thấy cái đất này thấy vui quá. Lúc mà chị đi cho chị những kẹo á, không có. Giống mình quá chào thôi chứ không có gì đâu. Rồi cảm ơn mọi người. Rồi cảm ơn mọi người. Rồi cảm ơn mọi người. Chính viên luôn. Mai mốt lấy sân sáng gì nữa chị Lan. Không có lấy sân. Chỉ chung vui với chị thôi. Nhưng đặc biệt là bán mít nha. Giới thiệu sản phẩm luôn chị. Sản phẩm thì cũng có như đó thôi. Mấy món mít nè, mè nè, thịt ruột. Rồi rong biển kẹp hạt, rong trái tỏi. Hai loại kẹo, kẹo điều với kẹo mè đen. Yến Yến chị nói cái vụ mà trúng thưởng á chị. Nhiều người thắc mắc hiện tại bây giờ là bao nhiêu giải thưởng được treo rồi. Bây giờ mới có 2 triệu chúng một giải là 2 triệu, còn một triệu chúng giải là 2 chỉ vàng. Wow, hay quá, hai cái vàng, hai cái vàng là giải là một mấy triệu rồi. Còn một cái đặc biệt nữa, wow. Cái đặc biệt lắm nha. Wow. Sau cái 5 chỉ vàng nữa là còn cái giải gì nữa. Chị Lan dành cái 5 chỉ đó cho hai chị em mình như chị.
rồi, rồi mua cào đi, mua cào đi là trúng rồi. Rồi rồi rồi, rồi. Biết được ở đâu tại cái lông quên hết rồi. Ai mua rồi 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 rồi, chị Lan nghĩ ha, chị Lan nói là số thôi cưng à. Dạ rồi thôi thôi thôi, hỏi cả cho bà ơi, tôi chơi cho chị Lan nghỉ mệt đi. Rồi cảm ơn mọi người nha, cảm ơn chị Lan nha. Hôm nay sẽ đặc biệt của Trương Loan á. Hôm nay đi quay MV cùng anh lên cũng về khá là mệt, mà dù sao thì cũng cảm ơn tất cả mọi người đã luôn ủng hộ Hồng Loan cũng như là đem yêu thương mà đến. Nói chung là anh chị em mình đều là YouTube với nhau cả. Hy vọng là tất cả mọi người là luôn ủng hộ yêu thương với Loan. Thế còn mọi cái khác thì chúng ta cứ để sang một bên. Còn ai đó họ công kích Hồng Loan, đặc biệt là cái phe mà gọi là phe địch đó, thì chúng ta cứ phản biện một cách văn minh lịch sự á. Còn ngày mai thì chắc là chúng ta lại gặp nhau ở trên Thủ Đức. Wow. Liên quan đến vấn đề thẩm định đó là vấn đề pháp lý, thì cũng hy vọng là tất cả mọi điều tốt đẹp. Chắc chắn là nó sẽ tốt đẹp thôi, nhưng mà để có một cái sự tốt đẹp thì nó cần cả một quá trình, cần một câu trả lời từ cơ quan chức năng. Thì cũng hy vọng là cô chú anh chị khán giả ủng hộ cho tất cả các anh em nhé. Mình cũng cùng Hồng Loan về thì xin phép chia sẻ đến đây ha. Cảm ơn tất cả mọi người nhé. Cảm ơn anh Sáng rất là nhiều, cảm ơn anh nhà nhé. Cảm ơn rất là nhiều nha. Chúc anh chị em luôn sức khỏe. Hôm nay anh thấy được cái cảnh mà chị Hồng Loan đóng phim mà bị đánh tơi bời như vậy á, thì cảm nghĩ anh như thế nào? Nói chung là nói một cách thật sự thì những người ở đó khi nhìn cái cảnh Hồng Loan diễn trong những vai diễn như vậy thì cảm nhận đều là xúc động cả. Ai cũng nói chung là có những anh chị em là nam giới thôi, nhưng mà khóe mắt thì vẫn có những giọt nước mắt cả. Và đặc biệt là cũng cảm ơn anh Nguyên Vũ cũng như là ekip khá là nhiều, cũng như là các bé mà đã tham gia diễn xuất, thật sự rất là tuyệt vời. Để có được một cái MV ca nhạc sau này thì có lẽ là mọi người chờ thông báo, và khi mà anh Nguyên Vũ ra MV thì sẽ có trên kênh của Hồng Loan. Hy vọng là cô chú anh chị và mọi người sẽ ủng hộ cho Hồng Loan cũng như là ekip của anh Nguyên Vũ ha. Cảm ơn tất cả mọi người ha. Mình cũng xin phép về thôi. Cảm ơn anh nha. Sam rất nhiều ha, luôn cho mình chia sẻ những điều tốt đẹp cho. Hiện tại anh tài xế cũng về ha. Cả nhà thì chị Loan cũng vừa mới đóng phim về. Thì mong chú anh chị gắng đón cái bộ phim cuộc đời của Hồng Loan nha cả nhà. Thì tại nhà Hồng Loan cũng đóng cửa để cho chị nghỉ ngơi để mai chị bán hàng tiếp. Thì Thoại cũng xin người video tại đây có gì rồi ủng hộ hộp like đăng ký để Thoại có tương tác lên nhà Hồng Loan quay như vậy nha cả nhà. Bye bye cả nhà nha.